Chào mừng các bạn đã đến với trận chung kết của hội chợ châu Hải Phòng Đồ Sơn năm 2023 giữa châu số 03 và châu số 09. Và hiện tại hai ông châu số 03 và số 09 đã được đưa vào sân để chuẩn bị cho trận chung kết này. Để đến được trận chung kết này, hai ông châu đã phải vượt qua vòng loại, vòng tứ kết và vòng bán kết. Trên hình ảnh là hai ông châu đang thăm dò nhau, và điều thăm dò là một lẽ đương nhiên bởi vì đã vào trận chung kết này đã thể hiện sự ngang tài, ngang sức. Rồi, và đúng như dự đoán, hai ông châu đã lao vào nhau, và đúng như dự đoán, châu 09 đã tấn công trước, và đã châu 09 đã một con đánh một tiếng đánh cắn mạnh tuyệt vời. Số 09 cố lên, nhưng chúng ta thấy cái thể lực của châu số 03 là rất tốt vì có thể hình rất là lớn, và cái mặt kinh nghiệm của châu 03 sẽ dày dạn hơn nên đã phá được biến đánh cắn của châu 09. Và chúng ta đang nhìn thấy một thế trận ngang tài ngang sức, một châu 09 rất là khả năng tấn công tốt, và châu 03 có một thể lực phòng ngự rất là tốt. Và những cái miếng đánh liên tục của châu 09, và tiếp tục 09 này có miếng đánh cá rất hay, tuyệt vời, nhưng châu 03 vẫn trụ vững, châu 03 vẫn tốt. Đó là miếng đánh cơ sở trường của châu 09, luôn luôn tấn công, nhưng khả năng phòng ngự của số 03 thì rất là tốt. Vâng, và thật là bất ngờ, rất là bất ngờ, chỉ một miếng đánh cuối cùng thì châu 03 với một thể lực tốt hơn đã hạ được châu 03 và giành chiến thắng trong trận chung kết này. Chúc mừng châu số 03 đã giành chiến thắng trong trận chung kết này và giành chức vô địch của mùa giải năm 2023. Và giải đấu đã được kết thúc thành công. Hẹn gặp lại mùa sau 2024.